Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi. Hôm nay em có về thêm được một số món đồ nghề nha bác. Hôm nay thì có ba cái tô của Đức này, ống nhòm rồi một số bình giữ nhiệt rồi xẻng, mũi khoan tháp này, kìm kéo nha bác. Và hôm nay có một số mẫu dao Damascus nha bác. Hôm nay em lên video mã A1. A1 là một cái bộ ba cái tô của Đức này bác. Đây. Hàng chưa xài nha bác, hàng mới chưa xài. Đây, cái nhỏ nhất của nó là được đựng được là thể tích là 700 mini nha bác. Đó, thể tích là 700 này. Rất là đẹp luôn, hàng mới chưa xài. À, nó có logo hay hình người này của hãng Gulin nha bác. Đó. Cái tô thứ hai này thì thể tích của nó là 1 lít 2 nha bác. 1 lít 2. Nó rất là đẹp. Và cái này nó cũng có logo hai hình người này của hãng Gulin nha bác. Đó. Và cái tô to nhất của nó là đây, cái tô to nhất của nó thì thể tích của nó là được 2 lít nha bác. Đó, thể tích 2 lít này. Và cũng có logo hai hình người này. Đó, cả ba cái là đều của hãng Gulin nha bác. Đó, logo hai hình người. Một cái là 700. Một cái thể tích 700 này, một cái lít 2 và một cái là 2 lít nha bác. Đó, có ba cái. Ba cái tô của Đức này. Đó, mà A1 này là 180.000đ. Đó, hàng còn nguyên hộp nhá. A1 180.000đ. Đến mã A2. A2 là một cái ống nhòm nha bác. À, một cái ống nhòm của hãng Bandineo này. Chiều dài của cái ống nhòm này là được khoảng tầm 18cm nha bác. Và chiều ngang của nó thì được khoảng chiều ngang cũng khoảng tầm 18cm. Có tên hãng Bandineo đây nha bác. Bandineo. Đây, và hai cái mắt ống nhòm của nó thì có cái miếng cao su để bọc nha bác. Đó. Hai bên đều có miếng cao su để bọc để bảo vệ cái mắt kính này. Đó, rất là đẹp. Cái này thì các bác có thể gập lại hình chữ V này và có thể duỗi thẳng ra được này. Đây, nó có thông số đây nha bác, 20 x 50 này, 168m x 1000m. Cái mắt ống nhòm này cũng có hai cái miếng cao su để bảo vệ mắt kính này. Đó. Và ống nhòm này thì nó có một cái bọc vải đây nha bác, không sử dụng thì các bác có thể cho trong bọc này. Đó, rất là gọn gàng, hàng chưa xài nhá, còn nguyên hộp này. Đây, chiếc ống nhòm A2 này là 450.000. A2 là 450.000. Đến mã A3. A3 là một cái bình đựng rượu nha bác. Bình này thì thể tích của nó là 1 lít rưỡi nha bác. Đó, 1 lít rưỡi cũng hàng mới chưa xài, còn nguyên bọc này. Và cái bình này thì nó có một cái bọc bên ngoài bằng da rất là đẹp luôn các bác. Chiều cao của chiếc bình này thì được khoảng tầm là 20cm. Và chiều ngang của nó thì chiều ngang của cái bình này thì được khoảng tầm 17cm nha bác. Đó, chiều ngang của nó 17cm. Đó, bên ngoài bọc da này rất đẹp. Và nó có một cái dây đeo bằng da đây nha bác. Đó, dây đeo bằng da. Thể tích là 1 lít rưỡi nha bác. Này, các bác mua về có thể sử dụng đựng rượu hoặc là đựng nước cũng được nha. Rượu, nước rồi đựng xăng gì cũng được. Đó. A3 là 220.000. A3 220. Đến mà A4. A4 là một cái bình để pha trà nha bác. Cái bình này thì thể tích của nó là được 1 lít nha bác. Thể tích là 1 lít. Đó, bên trong thì nó có một lớp giữ nhiệt này. Đó, giữ nhiệt rất là tốt này. Đây có một cái lưới để lọc này. Đó, bình này các bác sử dụng pha trà này. Nhìn còn rất là mới luôn nha bác. Lớp sơn mạ thì chưa bị bong chóc đâu. Đó. Thể tích là 1 lít nha bác. Bình này thể tích 1 lít này. A4 là 180.000. A4 180. Đến mà A5. A5 là một cái bình giữ nhiệt nha bác. Bình này thì thể tích của nó cũng là được 1 lít này. Đó, thể tích 1 lít. Đây, bên trong thì nó cũng có một lớp để giữ nhiệt nha bác. Đó, đây nó có một cái miếng để lọc bụi bẩn này. Lọc cấn, lọc bụi bẩn. Đó. Đây, nó có hai màu rất là đẹp nha bác. Đó, nửa trên là màu trắng và nửa dưới là màu xanh này. Đó, hai màu rất là đẹp. Cái đây nó có một cái dây quai bằng da nha bác. Và cái bình này thì nó giữ nhiệt được khoảng tầm 12 tiếng nha bác. Đó, giữ nhiệt rất là lâu nhá, 12 tiếng. Đấy, bình A5 này là 150.000. A6 cũng một cái bình giữ nhiệt tương tự nha bác. Bình này thì thể tích của nó cũng là 1 lít luôn. Đó, bình này thì nó cũng giống cái bình mã A5 này. Đó, cũng có một cái miếng lưới để lọc bụi bẩn, lọc cấn này. Đó, thể tích 1 lít nha bác. Đây, cái này thì nó có một màu đỏ này, cũng rất là đẹp nhá. Đó, A6 bình này là 150.000. A6 bình này 150.000. Đến mã A7 là một chiếc xẻng nhọn thép không đỉ nha bác. Chiều dài lưỡi xẻng là được khoảng tầm 24cm và bản lưỡi xẻng rộng thì được khoảng tầm 16,5cm nha bác.
Chiếc sảnh này thì rất là đẹp này, thép không rỉ nha bác, rất là sáng và đẹp luôn. Đó, bề mặt lỗ sảnh đẹp. Và cây này cán của nó cũng bằng thép luôn nha bác, rất là cứng cáp nhá. Đó, cán rất là cứng, nó không giống mấy cây sảnh cán gỗ đâu. Cán gỗ thì nó hay bị gãy đây các bác, mà cây này thì dù sử dụng cán thép thì không có sợ bị gãy đâu. Đó. Chiều dài phần cán của nó thì được khoảng tầm phần cán nó dài 56 cm nha bác. Đó, cán dài 56 cm. Một cây sảnh thép không rỉ rất là đẹp. A7 nó 380.000. A7 380. Mà A8 là một cái lưỡi sảnh nhọn nha bác. Chiều dài lưỡi sảnh là được khoảng tầm 24 cm và bảng lưỡi sảnh rộng là 19.5 cm nha bác. Đây, lưỡi bề mặt lưỡi sảnh rất là đẹp nha. Còn nguyên lớp sơn mạ chưa bị bong chóc này. Đó, thép rất là dày cứng cáp luôn các bác. Đây, và có chữ đóng chìm ở chữ đóng chìm đây nha bác, và đây có cái hình con dê này, đó, hình con dê đóng chìm luôn. Đó, lưỡi sảnh A8 này là 150.000. A8 150.000. Đến mã A9. Mã A9 là một chiếc búa đinh nha bác. Chiếc búa đóng đinh và nhổ đinh. Chiều dài của chiếc búa đinh này thì được khoảng tầm là 27 cm. Đây, cây này thì nó có một đầu tròn để sử dụng đóng đinh này, và một đầu chữ V sử dụng nhổ đinh nha bác. Đầu búa thì cũng còn lớp sơn mạ chưa bị bong chóc nhá. Đó, cây này cán của nó là bằng thép luôn, tem mác còn. Và tay cầm thì được bọc vào lớp cao su cũng còn đẹp nha bác. Đó. Cây này thì nó nặng được khoảng tầm 400g nha bác. Đó. Vừa đóng đinh và nhổ đinh này. A9 là 130.000. A9 130. A10 cũng là một cây búa đóng đinh nha bác. Chiều dài cây búa này thì được khoảng 32 cm này. Đó, chiều dài tổng thể 32 cm. À, cây này thì nó có hai cái đầu vuông để sử dụng đóng đinh nha bác. Đây, đầu búa thì còn rất là đẹp này. Đó, lá ngon luôn, không có bị chảy trượt gì cả. Đó, hai đầu búa còn đẹp nha bác. Lớp sơn mạ còn này. Đó. Cán cái này cũng còn rất là mới luôn, tem mác cũng còn. Đó. A10 cái bên này là 120.000. A10 120. A11. A11 là một cây búa cao su nha bác. Tổng chiều dài cái búa cao su này được khoảng 24 cm. Cây này thì đầu cao su còn đẹp này, không có bị rách lưới gì cả. Đó, hai đầu cao su còn đẹp nha bác. Đó. Phần tay cầm của nó cũng còn đẹp này. Đó. A11 cái này là 100.000. A11 100. Thế mà A12 là một cái cây classic nha bác. Cây cờ classic này thì chiều dài phần cán của nó được khoảng tầm 29.5 cm. Và cây này thì phần xích của nó thì dài được khoảng tầm phần xích dài khoảng tầm 50 cm nha bác. Đó, xích nó dài khoảng 50 cm. Đây, lớp sơn mạ còn này, chưa có bị bong chóc nha bác. Đó. Phần răng của nó cũng còn đẹp này. Đó, gần như chưa sử dụng nha bác. Rồi, phần răng đẹp nhá. A12 là 150.000. A12 150.000. Thế mà A13 là một cái cây cưa gấp của Đức nha bác. Chiều dài lưỡi cưa sử dụng là được khoảng tầm 24 cm nha bác. Và bản lưỡi cưa thì rộng được khoảng tầm hơn 3 cm, 3.3 cm. Đó. Đây, cây này thì bề mặt lưỡi cưa rất là sáng và đẹp này. Răng cưa thì còn sắc bén nha. Không có bị gãy hay móp méo răng nào đâu. Bề mặt lưỡi cưa thì có tên hãng đây nha bác. Cây này của hãng Willing này, có logo hai hình người, Made in Germany này. Đó, bề mặt lưỡi cưa rất là sáng và đẹp luôn. À, cán cái này cán gỗ cũng đẹp này. Cái này cán của nó cũng khá là dài các bác. Phần cán của nó thì dài được 29 cm nhá. Đó, cán dài 29 cm. Đây có một cái chốt gài ở phần trên đầu này, có một cái chốt gài này. Đó, một cây cưa sử dụng cưa gỗ, cưa cành rất là tốt này, của Đức nhá. Cái cưa A13 này là 220.000. A13 220. A14 là một cái cặp cưa lá hẹ nha bác. Một cặp cưa lá hẹ. Chiều dài lưỡi cưa sử dụng thì được khoảng tầm 21 cm. Chiều dài lưỡi cưa sử dụng 21 cm nha bác. Đây, một cặp luôn. Răng cưa thì rất là sắc bén luôn nhá. Còn nguyên lớp sơn mạ chưa bị bong chóc nha bác. Có tên hãng ở trên bề mặt lưỡi cưa này. Đó, hai cây này cùng một hãng nha bác. Răng rất là sắc bén, và cái này cán của nó là bằng cán nhựa này, và có hai ốc chốt rất là chắc chắn này. Đó. A14 một cặp này là 70.000 nha bác. A14 một cặp cưa lá hẹ 70.000.
mà A15. A15 là một cái bộ lục giác vuông của Đức nha bác. Đó. Bộ này thì nó gồm có là 249 cây nha bác. Đó, 9 cây từ 1.5 này, 2 2.5, 3 4 5 này, 3 4 5 và 6 8 và 10 nha bác. Ba cây to 6 8 và 10. Đó. Nó có một đầu là lục giác vuông và một đầu là hình trái bí nha bác. Đó. Một đầu lục giác vuông, một đầu hình trái bí, gồm có 9 cây. Đó, thép CRV này. Đây có tên hãng Anton Made, Anton Germany này, Anton Germany. Đó, A15 là 180.000. A15 180. A16 là một cái bộ mũi khoan tháp nha bác. Bộ mũi khoan tháp này thì gồm có 3 mũi khoan tháp này và 3 mũi đây, 3 mũi kiểu nó như thế này nha bác. Đó. 3 mũi kiểu này. Đó, bộ này là gồm có 6 mũi đây bác. Đây mũi nhỏ nhất, mũi khoan tháp nhỏ nhất này khoan từ 4 đến 30 mũi này khoan từ 4 đến 31 này. Đó, 4 đến 30 cái số này thì nó hơi mờ đấy em, nhìn nó cũng hơi mờ nên là nhìn cũng không rõ lắm. Cái mũi thứ hai này thì khoan từ 4 đến 32 nha bác. Và mũi thứ ba này thì khoan từ 4 đến 20 này. Đó, và nó có hai cái ba mũi nhá, ba mũi nhỏ kiểu như này. Đó. Một hộp này 6 mũi nha bác. Đó, 6 mũi, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi dài này. Đó. Rồi, hàng có cái hộp rất là đẹp nhá, 6 mũi. Có tên hãng ở mặt sau của hộp đây các bác, Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Một hộp mũi khoan tháp gồm 6 mũi, A16 là 220.000. A17 cũng một bộ mũi khoan tháp nữa nha bác. Bộ này thì gồm có 5 mũi này. Đó, 5 mũi. Đây nó có các đầy đủ các thông số ở trên mũi khoan rồi nha bác. Đó, các bác có thể tham khảo này. Đó, đầy đủ các thông số. Hàng này thì còn rất là đẹp nhá, gần như chưa xài các bác. Đó, các cạnh của nó thì em kiểm tra hết rồi, không có bị chảy trượt gì đâu. Đó. Có cái hộp và có một cái miếng xốp này rất là đẹp này. Đó. Cái này các bác mua về sử dụng hoặc các bác mua về đi tặng cũng được, nó rất là đẹp nhá. Đó, đây cái hộp của nó cũng rất là đẹp này, của hãng Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Có cái hộp thì có một cái chốt gài ở bên ngoài đấy nha bác. Đó, có chốt gài ở bên ngoài. Một bộ mũi khoan tháp là 5 mũi, A17 là 250.000. A17 250.000. A18 là một chiếc đèn pin, một chiếc đèn pin nha bác. Tổng chiều dài chiếc đèn pin này thì được khoảng tầm là 20 cm. Chiếc đèn này thì nó cũng có khá nhiều, là rất là nhiều chế độ sáng này. Đó, chế độ sáng rõ này, sáng mờ. Và chế độ nhấp nháy này các bác. Đó, sáng rõ, sáng mờ, nhấp nháy. Và các bác bấm giữ cái nút này thì cái đèn ở giữa này nó sáng này. Đó, nó có cả đèn led ở thân chiếc đèn luôn. Đó. Có chế độ đèn màu đỏ, chế độ nháy này các bác. Đó. Chiếc đèn pin rất là sáng luôn nhá. Đây có chữ này, Ponike Made in Japan này. Và cây này thì nó có một cái đầu nhọn này thì các bác đi ô tô thì có, hoặc là các bác ở nhà chung cư lại có thể sử dụng đập kính được này. Đấy, sử dụng đập kính để thoát hiểm này. Đây có một cái miếng nhỏ 5 châm này. Cái này thì đây, cái cổng sạc của nó thì nó có hai cổng nha bác, một cổng đi và một cổng sạc kiểu như cổng sạc điện thoại Samsung đấy. Đó. Và chiếc đèn pin này thì nó có một cái la bàn ở phần đuôi nha bác. Ở phần đuôi này có la bàn này. Đây có một sợi dây đeo nữa. Đây người ta có tặng kèm cho một cái dây sạc nữa nha bác. Đó. Đó, có la bàn ở phần đuôi. Chiếc đèn pin A18 này là 280.000. A18 280. A19 là một cái cây kìm đa năng nha bác. Một cây kìm điện, cây kìm đa năng. Tổng chiều dài cái kìm này thì được khoảng 21.5 cm. Tổng chiều dài 21.5 cm. Cây này là của hãng Fujiza nha bác, Fujiza Japan này, sử dụng thép là CRV. Đây, cái này miệng răng lợi của nó thì còn rất là đẹp luôn, gần như chưa sử dụng nha bác. Đó, răng lợi còn đẹp nguyên này. Và nó có một cái đầu, ở trên phần đầu của nó thì có thể sử dụng kẹp đinh, kẹp ốc vít này. Đó, và có một cái lưỡi cắt dây điện này. Đó, cắt dây điện, cắt mấy loại dây kẽm nhỏ cũng được. Đây, phần dưới này thì có một cái lỗ để bấm cốt này, và có một số lỗ để tuốt dây điện nha bác. Đó. Có các thông số ở trên đây rồi.
phần cán của nó cũng còn đẹp này. Một cây kìm đa năng vừa sử dụng cắt dây điện rồi kẹp đinh, kẹp ốc vít rồi bấm cốt, tuốt dây điện này. Đó. A19 cái này 180.000. A20 là một cái cây mỏ led để mở ống nước nha bác. Đó. Tổng chiều dài cây mỏ led này thì được khoảng tầm 20 cm. Và cây này thì nó có thông số ở trên phần cán của nó rồi bác. Này mở từ 6 đến 68mm nha bác. 6 đến 68mm. Cây này thì người ta thiết kế là làm bằng nhôm nha bác. Nó rất là nhẹ luôn nhá. Nó làm bằng nhôm. Cầm sử dụng rất là nhẹ. Miệng của nó mở tối đa là được 7 cm nha bác. Mở tối đa 7. Đó, mở tối đa 7 cm. Miệng rất là đẹp này. Đó, lớp xi mạ thì còn sáng đẹp, chưa có bị bong chóc đâu. Đó, cây này thì sử dụng để mở ống nước thôi bác. Đó. A20, cái này là 100.000. A20 100. A21 là một cái con dao để sử dụng cắt kính nha bác. Một cây dao cắt kính. Tổng chiều dài cái dao cắt kính này thì được khoảng tầm là 17 cm. 17 cm nha bác. Cây này ở trên phần đầu của nó thì có tên hãng đây bác. Berry Neon này. Đó, Berry Neon. Nó có một cái lưỡi cắt nhỏ đây nha bác. Đó, lưỡi cắt nhỏ xíu này. Phần cán của nó thì cán của nó người ta có mạ một cái lớp sơn nhìn mạ vàng rất là đẹp luôn này. Đó, một con dao cắt kính. A21 cái này 100.000. A21 100. A22 là một cái bộ đồ nghề, bộ tô vít của Đức nha bác. Đó. Bộ này thì nó rất là nhiều, đầy đủ các cái đầu vít luôn này các bác. Đây. Các cái đầu vít của nó thì có 4 cái đầu là có 5 đầu lục giác sao này. 3 đầu ở phần dưới, 3 đầu vít cộng này. Đó. Đây một số đầu vít trừ rồi đầu lục giác vuông cũng có này. Rồi đầu chữ U này. Đó, đầu tam giác này, đầy đủ hết nha bác. Đó, các bác có thể tham khảo các cái thông số của nó ở đây. Và đây nó có một cái số đầu nối nữa nha bác. Đây thì có một cái cần, một cái đầu nối mà nó có lò xo đấy bác. Đó, các bác có thể điều chỉnh này. Đây, cây này thì có lò xo này, có thể uốn được nhá. Đây, và một số cái đầu đầu dưới này là đầu lục giác nha bác. Cái này là nó, các cái đầu này là từ, đầu này mở là từ 5mm này. Đó, 5mm đến 5 đến 14 nha bác. Đó, 5 đến 14. Đó, từ 5 đến 14. Đầu dưới này là 2, 4, 6, 8, 10 đầu nha bác. Đó, made in Germany này. Đó, made in Germany. Cây này cũng là cây để cây sử dụng đầu nối luôn. Đó. Một cái bộ đồ nghề rất là đẹp này. Đó, bộ một bộ tô vít nha bác. Đó. Đầy đủ các đầu tô vít rồi đầu lục giác luôn. Bộ A22 này là 350.000. A22 350.000. A23 là một cái cũng một bộ tô vít nha bác. Bộ này hàng mới chưa xài luôn này. Còn nguyên bọc nha. Đây, có các cái đầu vít, 4 đầu vít cộng này. Đó, 4 đầu vít cộng cũng có các thông số ở đây. Một cái đầu vít trừ này và một số đầu lục giác nha bác. Đó. 2 4 5 đầu lục giác, một đầu vít trừ, 4 đầu vít cộng này. Bên này thì cũng có một số đầu để mở mở đầu lục giác từ 7 đến 13 nha bác. Đó, 7 13, 7 8 11 12 13 này. Và đây cũng có một cái cây cần phần cán của nó để nối các đầu vào này. Đó, hàng rất là đẹp luôn. A23 bộ này là 150.000. A23 150.000. Đó. Đằng sau này có hướng dẫn sử dụng này. A23 150.000. A24 là một cái bộ rũa kim loại nha bác. Đây bộ này thì gồm có 2 4 6 8 10 cây nha bác. 10 cây này. Đây có một cái cây là hai mặt dẹp này. Một cây hai mặt dẹp, một cây là một mặt cong và một mặt phẳng này. Đó, cây này là lưỡi tam giác này. Cây này thì lưỡi của nó kiểu lưỡi vuông này. Đó. Cây này lưỡi tròn nha bác, một cây lưỡi tròn nữa này. Đó, cũng một cây lưỡi hai mặt dẹp nữa này. Cái này lưỡi cũng hai mặt dẹp nha bác, hai mặt dẹp, một cây lưỡi tam giác nữa. Đó, mặt trước là mặt tam giác, mặt sau là mặt phẳng. Cây này thì một mặt trước, mặt nó có hai mặt kiểu cong cong nha bác, hai mặt cong, một cây lưỡi tròn nữa. Đó. 10 cây cũng khá đầy đủ này các bác. Lưỡi dẹp rồi lưỡi tròn, lưỡi tam giác này. Đó, một bộ rũa kim loại. Chiều dài của cái cây rũa này thì được khoảng tầm là 16 cm nha bác. Tất cả các cây nó dài bằng nhau, đều dài 16 cm. Đó.
A24 là 180.000, A24 180. Tiếp đến là đây, nay có 3 cái quận dây câu đây bác. Đây. Hàng chưa xài còn nguyên hộp đây bác. Đây có mấy quận dây câu. Đây. Quận dây câu này thì nó dài là 100 m nha bác. Đó, 100 m này. Đây có các thông số này. Đó, made in France này. Cái này là hàng của Pháp nha bác. Đó, hàng của Pháp. 100% là fluorocarbon này. Đó, fluorocarbon. Cuộn dây câu dài 100 m. Made in France của Pháp nha bác. Hàng chưa xài đâu. Cái này là 50.000 một hộp nha bác. 50.000 một cuộn dây câu này. Đến mã tiếp theo là mã A25. A25 là một cái bộ ba bấm móng tay của Đức nha bác. Đây, nó có một cây là lưỡi chéo này. Đó, một cây lưỡi chéo và hai cây lưỡi bằng này. Đây, ba cây đều có logo hai hình người của hãng Willing nha bác. Hàng mới chưa xài đâu. Đây, hàng còn nguyên hộp luôn đấy. Đây, giấy tờ tem mác còn đây bác. Còn cả giấy tờ đây. Cái hộp của nó cũng rất là đẹp luôn này bác. Đó, cũng có logo hai hình người ở ngoài hộp này của hãng Willing. Đó, một bộ bấm móng tay 3 bấm. A25 là 230.000. A25 230. Này các bác mua sử dụng hoặc mua đi làm quà tặng cũng rất là đẹp nhá. Đó, A25 là 230.000. A26 là một cái ổ khóa của Đức này, ổ khóa chống trộm nha bác. Chiều cao của cái ổ khóa này thì được khoảng tầm là 9,5 cm và chiều ngang của nó thì được khoảng tầm 6 cm nha bác. Chiều ngang 6 cm. Mặt trước này thì mặt này có chữ gold này. Đó, mặt sau này có chữ gold, đây made in Germany này. Đó, made in Germany. Ổ khóa này thì người ta có tạo ra những cái hình hoa văn nổi nha bác. Hoa văn này hoa văn nổi nhá, rất là đẹp nhá. Và phủ một cái lớp sơn mạ kiểu như mạ vàng rất là đẹp luôn. Có 4 chìa nha bác. Đó. Ổ này có 4 chìa đây, kiểu chìa nó như thế này này. Đó. Đấy, đuôi của nó cũng có chữ gold. Còn sử dụng bình thường nha bác. Đó. Cái này thì chống trộm cũng khá là tốt này. Ổ khóa rất đẹp. A26 là 250.000. Có 4 chìa. A26 250.000. Tiếp đến thì đây nay có lấy được ít lò xo ruột gà đây không bác. Đó, lò xo ruột gà. Chỗ này thì cũng được khoảng tầm gần 100 chiếc đây bác. Đây. Lò xo ruột gà rất đẹp nhá. Các bác nhà có kéo thì nó bị rớt lò xo thì có thể mua kèm theo lò xo này về sử để lắp vào kéo này. Cái lò xo ruột gà này thì em bán giá là 20.000 một chiếc nha bác. Đó, 20.000 một chiếc, các bác nào mua 10 chiếc thì em sẽ bao ship. Đó, các bác mua 10 chiếc thì em bao ship nhá. 20.000 một cái lò xo ruột gà. Đó. Đến mã tiếp theo là mã A27. A27 là một cái cây kéo cắt cành thép trắng nha bác. Một cây kéo cắt cành đúc thép trắng. Cây này size của nó là size 20 nha bác. Chiều dài tổng thể 20 cm. Đây lò xo rồi chốt đúc đầy đủ này. Có chữ đây nha bác, made in Japan này. Đó, lưỡi kéo thì còn rất là sắc bén luôn nhá. Đó, lưỡi kéo sắc bén. Đó, cái này thì dáng của nó là dáng đuôi cong rất là đẹp này bác. Đó, dáng đuôi cong rất là đẹp luôn. Thép trắng không rỉ nha bác. Đó, không rỉ. A27 cái này là 350.000. A27 350.000. A28 là một cây kéo tỉa răm nha bác. Tổng chiều dài cây kéo tỉa răm này thì được khoảng tầm cũng 20 cm và phần lưỡi sử dụng của nó thì được khoảng 6 cm nha bác. Lưỡi sử dụng 6 cm. Có chữ ở trên bề mặt lưỡi này, made in Japan này. Đó, made in Japan. Cái này lò xo rồi chốt gà cũng đầy đủ. Dây chốt của nó là bằng dây cao su nha bác, dây cao su. Đây lưỡi kéo thì rất là sắc bén luôn này. Đó, lưỡi kéo rất là sắc bén. Có một cái cạnh một bên lưỡi của nó thì có những cái răng nhỏ li ti này để cắt tỉa nó chống trơn trượt nha bác. Đó, cây này cũng không có rỉ nha bác, rất là sáng và đẹp. Một cây kéo tỉa răm. A28 là 140.000. A29 là một cây kéo cắt gà nha bác. Tổng chiều dài cây kéo cắt gà này thì được khoảng tầm là 26 cm và phần lưỡi sử dụng của nó thì được khoảng tầm là 8,5 cm. Đó, cũng có chữ ở trên bề mặt lưỡi này. Vino Japan này. Đó, Vino Japan. Đó, cây này chốt gài cũng đầy đủ. Đây, lưỡi thì rất là sắc bén luôn nhá. Đó, bề mặt lưỡi sáng đẹp này.
Cái này thì các bác có thể tháo rời lưỡi kéo thành hai mảnh được nhá. Đây có một cái con ốc nhỏ ở trên này, các bác vặn con ốc này ra là có thể tháo rời lưỡi kéo ra được. Đó, đây các bác có thể tháo rời lưỡi kéo thành hai mảnh nhá. Cái lưỡi này thì có thể sử dụng làm một con dao nhỏ cũng được này. Đó, đó các bác lắp lại thì có thể vặn con ốc này lại này. Đó, một cái cây kéo cắt gà, cán thì còn nguyên lớp sơn mạ chưa bị bong chóc luôn. Đó, cái này rất là sáng và đẹp. A29 là 250.000. A29 250.000. A30 là một cây kéo cắt tôn nha bác. Tổng chiều dài cây kéo cắt tôn này thì được khoảng tầm 25 cm và phần lưỡi sử dụng của nó thì được khoảng lưỡi sử dụng 6 cm nha bác. Đó, cây này thì có chữ đóng, chữ khắc chìm ở trên phần cán này. Đó, chữ khắc chìm trên phần cán. Đó, cái này lưỡi của nó rất là đẹp nha bác, lưỡi sắc bén này. Đó, lớp sơn mạ cũng còn chưa bị bong chóc đâu. Đây, bác xem phần lưỡi kéo không có bị sứt mẻ gì cả. Đây, cái kéo cắt tôn A30 là 100.000. A30 100. Đến một số mẫu dao bếp nha bác. A31. A31 là một con dao sashimi của hãng Takazuki. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được 27 cm nha bác. Đó, lưỡi khá là dài, dài 27 cm. Và bản lưỡi của nó rộng là 3,5 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được con này lưỡi dày 3 ly nha bác. Đó, lưỡi dày 3 ly, lưỡi mài một mặt này. Đó, bề mặt lưỡi dao rất là sáng và đẹp luôn, không rỉ nha bác. Đây, có tên hãng ở trên bề mặt lưỡi này, Takazuki Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Và con này cán của nó là cán gỗ và khâu là khâu đúc nha bác. Cán gỗ khâu đúc, đuôi cán cũng có một cái khâu này. Đó, lưỡi khá là dài, dài 27 cm. A31 là 400.000. A31 400. A32 là một con dao Nakiri nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được 16 cm và bản lưỡi rộng là 5 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được con này độ dày lưỡi khoảng 2 ly nha bác. Và con này là lưỡi mài một mặt này. Đó, lưỡi mài một mặt và thép của nó là thép nguyên khối không rỉ nha bác. Đó, rất là sáng và đẹp luôn, thép nguyên khối không rỉ. Đây, chữ khắc chìm ở trên bề mặt lưỡi này. Lưỡi thì lưỡi dao rất là sắc bén luôn. Cán gỗ và khâu của nó là khâu nhựa nha bác. A32 cây này là 250.000. A33 là một con dao Damascus nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng của nó là 17 cm và bản lưỡi con này rộng 5 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó rộng, độ dày lưỡi con này thì dày là 2 ly nha bác. Nó dày 2 ly. Đây, con này bề mặt lưỡi thì có vân Damascus rất là đẹp luôn này. Đây, vân của các bác nhìn vân của nó rất là đẹp luôn nhá. Đó, hai mặt vân đẹp này, lưỡi dao thì rất là sắc bén và lưỡi và khâu của con này thì đúc liền luôn nha bác. Khâu và lưỡi là đúc liền luôn. Cán của nó là cán gỗ và cán hình đốt trúc này bác. Đó, cán của nó là cán hình đốt trúc rất là đẹp nhá. Đây có một cái đinh chốt hình bông hoa nữa này. Đó, các bác mua cái này về sử dụng hoặc sưu tầm rất là đẹp luôn. Đây, cái cán của nó rất là đẹp, màu xanh ngọc này bác. Đó, A33, cái này là 850.000. A33, 850.000. A34 cũng một con dao Damascus nữa nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này 17 cm và bản lưỡi cũng rộng 5 cm. Và con này độ dày lưỡi của nó là cũng 2 ly nha bác. Độ dày lưỡi 2 ly. Đây, con này vân cũng rất là đẹp này. Đó, hai mặt vân rất là đẹp luôn. Lưỡi dao và khâu cũng đúc liền luôn nha bác. Cán của nó cũng là cán gỗ hình đốt trúc. Đây, cái này thì cán nó màu đen, cái kia cán màu xanh này. Đó, có một chốt ốc chốt hình bông hoa rất là đẹp luôn. Đó, hai cây này thì nó chỉ khác cái màu cán nhau thôi nha bác. Đó, một cây là cán màu đen, một cây cán màu xanh. Đó, A34 cây này là 820.000. A34 820. A35 chiều dài lưỡi sử dụng con này là 16,5 cm và bản lưỡi nó rộng là 5 cm nha bác. Con này độ dài lưỡi của nó cũng là 2 ly này. Đây, con này thì vân cũng rất là đẹp luôn nhá. Đó, đây các bác xem vân Damascus rất là đẹp luôn này. Lưỡi dao và khâu cũng đúc liền luôn nha bác. Lưỡi dao khâu đúc liền. Và cái này cán của nó cán gỗ này. Đây, gỗ này vân, các bác xem kỹ phần vân gỗ cũng rất là đẹp nhá. Đó, đây, những cái vân gỗ cũng rất là đẹp. Đó, đuôi cán cũng có cái khâu này. A35 là cây này là 790.000. A35 790. A36
Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được khoảng tầm 20,5 cm, và bản lưỡi nó rộng là bản lưỡi con này rộng khoảng tầm 4 cm nha bác. Độ dày lưỡi con này thì nó cũng dày được khoảng tầm 2 ly nha bác. Nó dày 2 ly. Đấy, con này thì bề mặt lưỡi dạo có vân Damascus rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây có chữ này bác. Đó. Con này thép của nó là thép VG10 nha bác. Đó, thép VG10 này. Damascus Steel VG10. Đó, lưỡi dao rất là sắc bén. Lưỡi dao và khâu cũng đúc liền luôn. Mấy cái này cũng hàng xịn nha bác. Cán gỗ 3 chốt chắc chắn này. Đó, đuôi cán cũng có khâu. Ở phần đuôi cán thì nó cái khâu ở đuôi cán này nó có một cái chữ này các bác, nó cũng có chữ nhá. Đó, cây này rất là đẹp. A36 cái này là 690.000. A36 690. A37. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được khoảng tầm 16,5 cm, và bản lưỡi rộng là 4,5. Độ dày lưỡi của nó thì nó dày được con này lưỡi cũng dày khoảng 2 ly nha các bác. Dày 2 ly. Đây con này thì bề mặt lưỡi dao cũng có tên hãng này các bác. Đó. Và con này sử dụng thép carbon nha bác, không rỉ này. Đó, hai carbon này. Bề mặt lưỡi dao rất là sáng và đẹp, lưỡi sắc bén này. Con này thì đúc liền luôn nha bác, cán của nó là cán đúc nhá. Đó. Lưỡi dao và cán đều là đúc luôn. Đúc liền luôn. A37 cái này 190.000. A38 là con dao đề ba nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này 16,5 và bản lưỡi rộng là 5 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được con này độ dày lưỡi nó dày khoảng hơn 2 ly nha bác. Dày hơn 2 ly. Con này lưỡi mài một mặt này. Chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Và con này cũng là thép nguyên khối không rỉ nha bác. Đó, thép nguyên khối không rỉ, rất là sáng và đẹp. Lưỡi dao sắc bén này. Cán của nó là cán gỗ và khâu nhựa nha bác. A38 cái này là 230.000. A39 là một con dao gấp nhỏ nha bác. Con này thì tổng chiều dài cả lưỡi và cán của nó thì được khoảng tầm 11,5 cm, và phần lưỡi sử dụng của nó thì lưỡi sử dụng 4,5 cm nhau bác. Bản lưỡi thì rộng khoảng tầm 3 cm. Và con này lưỡi dao của nó thì dày được con này lưỡi dao nó dày được khoảng tầm lưỡi dao dày gần 3 ly nhau bác. Đó, dày gần 3 ly. Đây, và con này là của hãng Browning này. Con này của hãng Browning nha bác, có tên hãng Browning trên lưỡi dao này. Cái khâu của nó là khâu này cũng kiểu khâu đúc luôn nha bác. Đó, có chữ USA này. Đó, có chữ USA ở trên khâu. Cán thì được ốp gỗ hai bên. Đó, có các ốc chốt rất là chắc chắn này. Đây có một cái sợi dây đeo. Đó, con này có thể gấp lại nó rất là nhỏ gọn luôn nha bác. Đó, cho túi xách ba lô này. Đó, túi xách ba lô mang theo rất nhỏ gọn. Một con dao gấp nhỏ, dao mini. A39 cái này 130.000. A40 là một cái rũa dao kéo nha bác. Đó. Này hàng mới chưa xài còn nguyên trong bọc nhá. Tổng chiều dài cái rũa này, tổng chiều dài cả cán cái rũa này được khoảng tầm 26 cm, và phần lưỡi sử dụng của nó thì được khoảng tầm là lưỡi sử dụng 15 cm nha bác. Và bản lưỡi thì phần rộng nhất của nó là được 2,5 cm, và nó nhỏ dần lên trên mũi nhá. Đây cây này thì nó có một mặt là một mặt cong và một mặt phẳng nha bác. Đó, có chữ Japan này. Chữ Japan, hàng chưa xài nha bác, rất là đẹp. Cán ở ốp gỗ hai bên và có ba đinh chốt rất là chắc chắn. Đó. Đây, hàng chưa xài còn nguyên bọc thôi. Mặt sau này có hướng dẫn sử dụng, đây các bác có thể rũa dao, rũa kéo này, rũa bấm móng tay cũng được này. Đó. Đây, A40 cái rũa này là 220.000. A40 220. Thì hôm nay em đã lên 40 mã hàng đồ nghề Nhật bãi nha bác. Em xin kết thúc video tại đây. Và cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.